Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã về làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác về những kết quả nổi bật tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách toàn tỉnh là trên 5.000 tỷ đồng. Qua 7 tháng triển khai, đã thực hiện giải ngân được trên 2.700 tỷ đồng, đạt 86,6% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 54,7% kế hoạch địa phương giao. Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng, hợp phần dự án tại thành phố Hưng Yên để tỉnh có cơ sở giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2020 đã giao cho dự án, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài đến hết năm 2021, bố trí vốn để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 2 dự án đường bộ nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình trong năm 2020, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có ý kiến chấp thuận về việc sử dụng vốn ODA còn dư của dự án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác về kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Những năm qua, nhờ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính đã góp phần nâng cao cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019 lên xếp thứ hạng 22, tăng 34 bậc so với năm 2015. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 4, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin xếp thứ 13 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các bộ ngành trung ương, kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được trên các mặt về phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội và tâm lý đời sống của nhân dân như hiện nay. Hưng Yên đã làm tốt chủ trương của Chính phủ vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh là một trong 4 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt ở mức cao như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công là một trong 8 tỉnh đầu tiên trên toàn quốc, hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí tỉnh nông thôn mới vào cuối năm nay. Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Hưng Yên là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giáp với thủ đô Hà Nội, trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, có mạng lưới giao thông thuận lợi trong phát triển kinh tế, khu vực và quốc gia, để Hưng Yên phát triển tốt trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí nhấn mạnh. Trong cái bối cảnh là dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên thế giới, thì cái việc phục hồi phát triển kinh tế sẽ là một cái điều mà cả nước đang chống chịu rất là gay gắt. Hưng Yên chắc chắn là cũng sẽ bị tác động nhất định, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền của tỉnh Hưng Yên phải là tiếp tục có một cái quyết tâm thật cao, nỗ lực rất lớn, quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là phải thúc đẩy cải cách hành chính, phấn đấu giải ngân 100% cái vốn đầu tư công, xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc, bảo đảm đúng nguyên tắc lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ. Tỉnh Hưng Yên, các đồng chí đang cố gắng là tới đại hội đảng thì sẽ hoàn thành tỉnh nông thôn mới, thực hiện đúng tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phấn đấu tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc, có công nghiệp phát triển, thu nhập bình quân đầu người trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Đây là một quyết tâm rất là lớn. Hưng Yên cũng đang có nhiều cái cơ hội. Chúng ta làm thế nào để mà có một cái tư duy sâu sắc, nhận diện cho đúng cơ hội, nắm bắt cho được cơ hội thì sẽ làm thay đổi được cái vận mệnh của nước nhà cũng như là vận mệnh của địa phương. Đối với những đề xuất kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ quyết định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã giúp đỡ tạo điều kiện cho Hưng Yên trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hứa sẽ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước anh linh thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo cách mạng kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Thăm cây nhãn tổ tại cụm di tích đình Chùa Hiến và thăm mô hình trồng nhãn đặc sản tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hưng Yên.